Tối qua, theo giờ Moscow, lễ bế mạc Hội thao quân sự quốc tế lần thứ 7 Army Games 2021 đã được tổ chức tại công viên Patriot, ngoài ô thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Đại tướng Valery Vasilyevich Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Liên bang Nga, chủ trì buổi lễ. Đoàn cán bộ cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng, dẫn đầu tham dự lễ bế mạc. Hội thao quân sự quốc tế 2021 diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9. Bên cạnh nước Nga, hội thao còn được đồng tổ chức tại 10 quốc gia: Algeria, Armenia, Belarus, Việt Nam, Iran, Qatar, Kazakhstan, Trung Quốc, Serbia và Uzbekistan. Trong khuôn khổ hội thao đã diễn ra 34 nội dung thi đấu trên bộ, trên không, trên biển với sự tham gia của 277 đội tuyển đến từ 42 quốc gia, bao gồm cả Nga, thuộc các châu lục khác nhau: châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin. Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Army Games 2021 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, khi cử các đội tuyển tham gia thi đấu ở 15 trên 34 môn thi, đồng thời lần đầu tiên đăng cai tổ chức 2 môn thi ở trong nước. Đây là một dấu ấn lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong quá trình tham gia Army Games. Kết thúc, đoàn Việt Nam đứng thứ 7 trên 42 đoàn tham gia. Tại buổi lễ bế mạc, Ban tổ chức Hội thao quân sự quốc tế đã tổ chức trao giải cho các đội tuyển tham gia trận chung kết xe tăng hành tiến. Chung cuộc, đội tuyển xe tăng nước nhà Liên bang Nga đã bảo vệ thành công ngôi vô địch. Xếp thứ hai là đội tuyển Trung Quốc và thứ ba là đội tuyển Kazakhstan. Việc tham gia Army Games đã thể hiện sự chủ động của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hoạt động đối ngoại quốc phòng. Army Games là cơ hội để các quân nhân Việt Nam học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là việc tiếp cận, khai thác, sử dụng và bảo quản các loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, khẳng định vị thế của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây cũng là dịp để Việt Nam thiết thực tăng cường quan hệ hữu nghị với các quốc gia, trong đó có Liên bang Nga, quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, cũng như tôn vinh hình ảnh, uy tín của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng tới bạn bè khắp nơi trên thế giới.